Hello. Mẹ đau bụng quá, con đang nấu gì á? Ồ, con có thể nào cho mẹ một cái được không? Ok. Mẹ cảm ơn con trước nha. Trời ơi, nóng ngon ghê á. Ờ, nóng hả? Cái bàn nào là cái bàn chủ của cô chú nè, coi sắp xếp bàn nè, nấu ăn. Giờ chơi nấu ăn dữ lắm. Hồi. Ôi trời trời trời. Chờ nữa chưa xong. Cut. Ok, sao nữa? Bỏ đó, cái gì nữa? Ôi trời ơi, lấy dao. Cái tay phải vịn sao? Đúng rồi, vừa vịn vừa cắt con. Vừa vịn vừa cắt. Để trên đây, mày để sao, cầm cái tay sao? À, con cầm cái đó nè hả? Ôi trời, đúng rồi. À, con trét bơ lên cho mẹ hả? Ngu ngơ. Cô chú thích cái bức tranh mà con vẽ là Kỳ Đi Ba. Sao nữa con? Apple, not apple, I'm just joking. À, không có apple, chị giỡn thôi phải không? Oh yeah. Làm cho mẹ tô cá kho tộ. Có cá kho tộ không? Dạ không. À, có phở không? Nấu cho tôi phở đi. Dạ không, con không có. Không có phở hả? Có bún bò Huế không? Trời ơi, sóc luôn, sóc chảo làm sao, sóc lại coi. Sóc lại. Ui trà ơi, sóc rớt bánh luôn. sóc lên, ui trà quá đã luôn. Rồi. Oh no, another one. Sao nữa? I can cook in 3 hours. Ủa, sao lâu vậy? Nấu gì nấu 3 tiếng đồng hồ rồi đói xỉu rồi sao? Nấu ăn phải nấu cho lẹ chứ. Trời ơi, nấu. Quay chào. Trời ơi, nấu mà nấu ngược nồi nữa chị Hai ơi. Chị Hai, cái nồi này chị Hai phải để về nè mới đúng đó. Ok. Nấu mà không có chuyên nghiệp gì hết, đầu bếp gì lạ. Bỏ chơi chút muối vô nha, cho mặn nha. Bỏ muối vô, bỏ đường vô. Bỏ thêm nước mắm nữa. Chế xúc miếng dầu hào vô nữa. Rồi bỏ miếng ngũ vị hương vô nữa. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Cô bỏ ớt vô, miếng ớt vô cho nó cay cay chút cho mẹ ăn, mày thích cay cay. Rồi dặn miếng tiêu vô, bỏ miếng tiêu vô nữa. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm coi, bỏ miếng hành vô. Rồi. Đặt. Rồi xong rồi đó, hửi coi thơm không? Con nếm thử coi. Đó, sóc chảo luôn. Trời ơi trời, nó le lưỡi vô liếm đồ ăn của tôi luôn có được đời không? Ngon không? Rồi. Xong chưa? Mở vô dĩa đàng hoàng. Đúng rồi. Rồi xong chưa? Ăn được chưa? Dạ không. Vì sao lâu vậy? Nấu món gì lâu quá. Món này món gì đây? À, nấu cho nấu nơi này là món này cho là rau muống xào tỏi đi. No, it's not. It's white. Hả? Không phải rau muống xào tỏi hả? It's white flavor. Vậy này cho món canh gì ta? Canh bầu, canh bí gì đi ha. Trời ơi, cái tay chuyên nghiệp ghê. Rồi cho miếng muối với miếng nước mắm thôi, với miếng đường thôi. Đúng rồi. Như thiệt luôn. Giờ chơi bắt đầu hàng. Trời, bà già ghê luôn. Giờ bà chơi bắt đầu hàng rồi. I'm so good at this. Dù quá, trời, nó còn nói I'm so good at this nữa. Có nghĩa là ý là nó nấu ăn dỗ quá. Rồi giờ cắt ra hả? Coi chừng nóng nè. Thổi. Đúng rồi. Thổi. Trời, cắt lên ngược rồi. Cái tay vịn sao? Một tay vịn, một tay cắt. Đúng rồi. Cái gì? Ngứa hả? Cái gì vậy? Yêu. Rồi. Đẹp ghê. Cô chú coi nó chơi, nó sắp là đồ của nó để vòng quanh thế giới.
Đang đậu cua con chạy. Mama, I need the food. Food nào? Food chạy behind you. À, này phải không? Yeah, how? Chứ nào? All of them. Này phải không? Rồi lên đi mày lấy cho. Giờ nhìn mới thấy đồ ăn, nấu ăn rồi bây giờ mới nhìn thấy đồ ăn nó có được đời không? Nấu ăn kêu lạ. Nấu ăn mà bên đồ ăn là sao? Ừ. Nấu ăn lâu quá thôi bỏ đi tìm khác, đi nhà hàng khác nha. Không. Chứ nấu lâu quá đói bụng. Wait. There. Con biết mẹ đói bụng là mày bực lắm. Still. Rồi có chưa? Uh-huh. Con rồi cho miếng nước, uống nữa, lấy miếng nước uống nữa. Chế phiên với nhị khoan ngay tay nha. I'm having in there. I have rainbow. Không có nhị khoan ngay tay hả? Không, muốn nhị hoa ngày tây thôi. Trời trời, coi rót nước à. Phải nhị hoa ngày tây không? Dạ. Sao vậy? Mẹ chỉ thích nhị hoa ngày tây thôi. Thôi không thích, thích nhị hoa ngày tây. It tastes like bubble bee. Bubble bee là gì? It tastes like a honey. À, giống như mật ong vậy hả? Honey. Dạ, honey là mật ong đó. Nhưng mà con có nhị hoa ngày tây cho mày không? It's rainbow honey. Không, muốn nhị hoa ngày tây. Bây giờ con phải làm sao có nhị hoa ngày tây mẹ mới uống, mẹ mới trả tiền, chứ không ai mày đi quán khác. Ok. Cái gì? Phải chưa? Uống mẹ biết rồi, đưa hai tay, đúng rồi. Ôi trời, nhị hoa ngày tây ngon ghê. Là nóng hả con? Có ra nước gì nữa đó. Cho thêm ly nữa hả? Pretend. No, làm bộ, thôi chứ không phải uống thiệt, đúng rồi. Rồi bây giờ ăn cái nào trước đây? Ăn cái này. Này phải không? Thử miếng này. Ủa ngọt quá, cái này ngọt ghê. Cái này là nhớ mà mốc đấu là thêm bớt thêm ngọt hay chưa? Quá ngọt khách chi. Ăn thử coi. No, I said this. Ủa, ai dùng cái này, ai dùng cái muỗng nó múc lên hả? Yes. Ok. Rồi dùng muỗng nó múc lên. Ui cái này mặn quá à. Thôi đồ ăn dở quá, không trả tiền đi về luôn. Dở quá. Sao vậy? Because đồ ăn dở quá. Rồi gõ cửa nghe. Trời coi nó dẻ nè. Trời nó dẻ nào trời. Chủ quán ơi, mở cửa. Trời trời, chỗ quán gì đóng cửa. Hello. What's your name? Mình tên là Nini. Bạn tên gì? Elsa. Cô tên Elsa hả? Rồi cô nói mời khách vào quán. Rồi vô. Trời sao mời khách vào quán không? Trời sao khách vào quán không nấu ăn đi còn đứng xe máy là sao? Hả? Xe máy xe đạp là sao? Trời ơi, không có khách đó thì ngồi im đó, còn khách có khách mắc cỡ rồi được đời không? Nấu ăn cho khách liền đi. Cho cái menu. Quán mình bữa nay có món gì? Quán mình bữa nay có món gì? Kỳ ghê chưa? Quán mình bữa nay có món gì? Trời, có sô-cô-la nữa. Không, không có thích ăn sô-cô-la. Cho mẹ tô bún bù quế. Bún bù quế. Cái đó là phải bún bù quế. Cho mẹ nai xào lăng. Không có hả? Cho mẹ ớt xào sa tế. Ớt xào sa tế. Ở trong cái quán này là toàn là nấu những cái món mà healthy, là món tốt cho sức khỏe không, chứ không có nấu mấy cái món mà junk food, là mấy cái món ăn vặt đồ này kia là không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, nó nói vậy đó cô chú. Trời ơi, vậy cho món nào tốt nhất cho sức khỏe đưa đây. Nấu cho món nào tốt nhất cho sức khỏe đi. Ok. Ok. Rồi, món tốt nhất cho sức khỏe tên gì, món đó tên gì? Món đó tên tất cả hả? À, là có cái gì cười trong tủ? Donut đâu phải là món healthy food đâu. Donut là junk food. Bad for your health. Donut. And
this being customer and just counting. One, two, I'm just counting. Donut, donut, and I'm smart getting donut. Nó không hiểu đang nói gì vấn đề gì. Mẹ, I don't get donut, mẹ. Con chỉ đếm thôi chứ con không ăn đúng không? Đúng rồi, có bán không? Ê nó nghe nè, hồi nãy giới thiệu con là Elsa phải không? Phải không? Đứng lên hát bạn. Gì? Elsa don't have this one. Elsa have new. Not this color. À, cái đầm đó là cái đầm màu pink mà đúng là Elsa là đâu có cái đầm nào màu pink. Theo đây Elsa chỉ có đầm màu màu blue màu xanh thôi. Đúng rồi, con nhớ đúng rồi. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Trời ơi. Xin lỗi. Nó nói mẹ đừng có cười con. Nó nhảy. Trời 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 trời, hay. Ai mượn gì vậy con, đừng có té. Ừ, té người ta cười rồi nó. Té là người ta cười gán chịu. Nó nhảy cho đã vô rồi nó biết là nó mới nhớ tới là mẹ Elsa đâu có cái váy màu hồng này đâu. Elsa chỉ mặc cái váy màu xanh thôi mà tại sao cái Elsa này lại mặc cái váy màu hồng. Nói đúng quá chứ. Elsa. Cái này té nè. Cái này là ouch. Be careful sweetheart. Cẩn thận, không có nhảy nữa, không có nhảy nữa. Are you okay? Chay rồi, thôi đừng nhảy nữa con. Thôi đừng nhảy nữa. Rồi thôi, bà ăn ăn, đói bụng, nấu ăn. Bởi vậy thôi đi. Đói bụng mà lo đứng nhảy hát không à. Nấu ăn lại đi. Gì khoan? No, mẹ thích nước gì? No, mom, I said rainbow water, healthy. Oh, nhị hoa nghệ tây healthy too. No, it mixed together with snake when they die. Oh, là ở trong cái nước bảy sắc cầu vồng là có nhị hoa nghệ tây trong đó đâu phải không? And it mixed together. À, đúng rồi, nó nói cái nước bảy sắc cầu vồng là cái nước đó là healthy, là có nghĩa là nước đó tốt cho sức khỏe lắm đó cô chú. Cái Ngọc nói không, Ngọc chỉ uống nước nhị hoa nghệ tây thôi, nó nói là cái trong đó có nhị hoa nghệ tây nữa. Coi nó bán không? Cái mỏ con này bán hàng cũng dữ lắm nè. Mô mốt là nó ngồi đó coi mẹ nó live stream ha, rồi nó nghe mẹ nó giới thiệu bán đồ ha, là mô mốt là nó bán còn hơn vậy nữa. Dạ. Đây, cảm ơn con nha. Ở trong đây là có cái gì trong này đây? Rainbow. À, có nhị hoa nghệ tây với lại rainbow. Ok, uống thử coi phải có không nha, không được lừa dối khách hàng nghe chưa? Có lừa dối khách hàng không? Dạ. Trời ơi. No, rồi. It's hot. Nhưng mà cái này mẹ uống mẹ chỉ thấy rainbow thôi, mẹ không có thấy nhị hoa nghệ tây trong này. Con có nói dối mẹ không? Dạ. Cãi ta lại nói dối mẹ. Là có nhị hoa nghệ tây trong này. Yes. Trong đó chỉ có cái rainbow thôi, không có nhị hoa nghệ tây mà con dám giới thiệu với mẹ. À, mix ra là có hỗn hợp, là có dính một chút nhị hoa nghệ tây trong đó đó phải không? Ai bán nhị hoa nghệ tây? JD nói cho mẹ nghe coi ai bán nhị hoa nghệ tây. Có biết ai bán không? Ồ, con mix như vậy là nó ra màu xanh với màu vàng hả? Mà ai bán nhị hoa nghệ tây? Me. Ồ, con bán không hả? Cửa hàng tên gì á? Nhưng mà cái cửa hàng của con tên gì? John. Let me show you. How is my tên gì? BSBU. Oh, cái cửa hàng tên là BSBU. À. Hello. Two yellow. It's mixed together. Ok, yellow màu vàng mix chung, quá hay luôn, quá chuyên nghiệp luôn. Rồi cho uống mấy ngày. Rồi, ôi cảm ơn.
Ôi da, hồi nãy giờ nè nè, khoan khoan, hồi nãy giờ uống nước nhiều quá. Cái nhà hàng có chỗ đi vệ sinh không? Chỗ nào vậy chị? Chị chỗ đi vệ sinh, mắc vệ sinh quá. Ôi đi trên đường đó đó hả? Có cho nam với nữ không hay là chỉ một vậy nhà vệ sinh thôi? Where for boy and where for girl? Girls over here. Oh, đây là nhà vệ sinh cho nữ hả? Hay ghê ta ơi, quá hay luôn. Hỏi câu nào cũng trả lời được luôn á. Mom, you tricked me. Mẹ trick con nào? You tricked it. You're not gonna do it. You tricked me and you're hungry. Oh, ý là con nói là mẹ giả vờ là mẹ đói bụng quá hả? Trời ơi, mới được đời không? Thôi, bây giờ chay tiếp tục chay nấu ăn nha. Chào tạm biệt cô chú ở đây nha. Bye, chúc cô chú một ngày. Ngủ gì? Đúng rồi. Ok, bán hàng tiếp đi nha. Đúng rồi.